trên tay. Dù bao sóng gió xô đến thế nào, đằng sau vẫn có tình mẹ bao la. Dõi theo con, từng bước chân, dõi theo con, từng phút giây cảm ơn mẹ. Giấc mơ của mẹ phát sóng 20 giờ thứ 2, 3, 4. Đăng ký VIP để xem trước một tuần trên VN.